Các bạn ơi, hiện tại bây giờ là đang tắt cái đìa thứ ba. Đây là những tay chiến về bắt cá. Để chuẩn bị đang rút nước lên bớt. Những tay sát thủ cá không đó. Tại bây giờ đang là ba máy bơm cùng một lúc. Tại cái bên đây là nước nó hơi sâu một chút. Có thêm con cá bự nữa nè. Quá trời. Xong chưa? Y như cá nuôi ha. Tưởng nhìn cái này là không biết là tưởng cá nuôi không luôn á. Đưa đưa cho bi đông. Bi đông, dám ôm cá bi đông. À, cá lóc tự nhiên luôn, thiên nhiên luôn. Thế này biết cá được cá cái không vậy? Luôn rồi. Cá nào? Ừ. Cá này cá được. Cá được. Có cá cái. Đưa cho bi đông. Đưa cho bi đông. Chữa chưa? Bi đông ở đây nè, ở đây nè. Bi đông dám ôm cá không? Con nói không. Bỏ vô cái nồi cái rộng chung với mấy con cá lóc bự nãy á. Cá đó mà đem ra chợ là không biết nói cá nuôi không á. Có 19 lần đó. Ừ. 19 lần, 19 lần đó. Cái gì nhớ bắn tôm khô á. Ừ. Chị cứ mua cá ở đây đi, cá đây là cá đồng. Rắc luôn á. Thì đó. Tại mình nhìn nó mình họ không không dám nói cái tự nhiên được đâu. Bự quá trời. Em ở đây em mua không mua cá gì đó. Con 2 kg. Cá đồng 2 kg. Kho ở trong kho ở rồi Mỹ. Cái này dạ nhất hả một. Thấy cá sợ. Cá lóc á. Dạ âm nhất hả một. Thấy âm nhất hả một. Cá hồng ok hả. Cá lóc bự quá trời bự luôn. Nè. Con gì đi Thanh Nhi? Con gà. Yeah. Nhà không ướt nuôi gà con chó nó bị cột. Yeah. Đây. Người đẹp Trà Vinh đang chặt dừa nè. Ủa chặt nhuyễn vậy ta. Cái dao bự quá, cầm cái dao muốn không nổi luôn. Nè em chặt sẵn cho anh trái uống đi. Đã nha. Dừa này dừa gì em? Dừa xiêm đỏ. Dừa xiêm đỏ hả? Dừa này là ở Bến Tre đem qua hả? Còn này dừa tâm quan, dừa tâm quan nhà ngoại trồng mấy chục năm luôn. À, cái đó là dừa tâm quan. Dừa tâm quan, màu vàng. Ừ. Dừa đó là ngọt luôn như đường luôn á. Ngọt như đường cát, mát như đường phèn luôn phải không? Ừ, mà không trồng được có một cây à. Để dành uống nước chứ đâu có hằng à. Cứng cọt rồi, dừa ăn chứ. Nè. Kệ uống thế nó ngon lắm, ngọt lắm. Nè, uống không tốt còn chị uống phải uống vậy không? Ồ, đã luôn nè, về để uống nước dừa đã luôn, mấy chỉ luôn ha. Ừ. Ngọt quá trời luôn. Ngọt quá trời luôn. Đó, 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 ra đó. Đó, 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 đó. Ôi, 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 ôi. Trời ơi, cá bự quá trời luôn. Cá nó vô hang hay gì vậy? Trời ơi, trời, cái hang nè, các bạn thấy không? Cái hang bự tới mức độ mà một người mà chui vô cũng còn dừa nữa nè. Oh my god. Vô hang nãy đi. Nó bự. Trời ơi, ôi cá quá đã luôn. Trời ơi. Cá lóc thiên nhiên mà nó bự vậy nè. Còn giống như còn hơn cá nuôi nữa. Có bài lòng rồng nãy đó. Cá nhỏ hơn cá nãy. Chưa ta khai à. Hay đi. Đấy. Anh để anh chính hộp cái con còn nữa không? Để chính hộp cái này nữa không? Cổ sáng giờ được có cặp á. Về được ba con. Để ba con chứ anh để mua bên kia con bự chị. Mẹ về đừng cô bên kia. Cá mà phải đẩy vô bằng xe khúc kích luôn á. Sáng giờ khoảng 10 mới có 10 xe.
Trời ơi. Ráng tát cái hồ này hai xe nữa coi. Bây giờ xả nước vô lại. Năm nay có 10 xe, thua hôm ngoái 3 xe. Hôm ngoái 13 xe. Trời ơi, cái hang mà nó làm hang mà lớn nữa, một người chui vô cũng còn vượt luôn. Bây giờ xả nước vô lại. Má cái hang đó còn nhóc động á. Còn sao vậy hả? Còn sao bắt? Bây giờ vô động nó còn vậy nè. Cái hang này giờ phải đào quá mới xiết. Đào gì mà đào cho tới nửa liếp á. Đào ngay chỗ cái con dây á. Các bạn ơi, sau khi mà bắt cá xong thì bây giờ phải ra sông tắm. Ra sông tắm nó mới sạch, chứ không có là không thể nào mà sạch được khi mà mình vô trong nhà mình tắm hết á. Được một cái là từ nhà bên cậu mình bước qua sông thì nó chỉ rất là gần. Cho nên khi mà mọi người xuống tắt cá xong bây giờ phải ra sông tắm thì nó mới sể, chứ vô tắm nước nào chịu nổi. Rồi bây giờ mình cũng ngưng đây để em nhảy xuống tắm cái đùng ấy. Rồi sau khi tất cả các mọi người đã vớt cá lên xong rồi các bạn, thì bây giờ tới cái khâu làm cá. Giờ đang có ba người đẹp trà Vinh đang làm cá nè, đó. Đang cho chứ để lâu quá nó chết hết trơn á. Ừ. Nó đi ruộng lâu không? Nó lên là kêu nó tắm đi rồi nói cho nó để cho chịu. Quá cá luôn nè, mà mệt cái luôn nè. Kêu anh Út đem nhiều ảnh. Ai? Út với anh Tám á. Ừ, còn cho ca con cũ Út với cậu Tám nữa, quên nữa đó. Phải mần hay sao? Không, rửa sạch rồi cho thôi chứ. Đừng nóng vậy anh. Chắc mai. Mai đó, chắc mai vậy phải mần bỏ trong lạnh hả? Các bạn ơi, sau một ngày các cậu và các anh em cùng nhau ta xuống đìa tắt bắt cá, một ngày rất là mệt cực nhọc, nhưng mà được phần thưởng có của cái gọi là đặc trưng của miền Tây sông nước đó. Được trời phú cho những cái món ăn rất là dân dã thiên nhiên. Hôm nay sau khi đó xong là bắt đầu mình có những cái cháo cá lóc ha, rau đắng hồng ha, để mà mình thưởng thức cùng nhau của ngày hôm nay nha các bạn. Và đặc biệt thêm một cái nữa là cái có một cái món rượu lão tủ Xuân Thạnh cùng nhau, đó là đặc trưng của xứ Trà Vinh. Thì bây giờ khi nhậu mà có cái vậy thì còn gì bằng nữa ha các bạn hả? Rót vô. Ủa trong thì trong dân đâu? Tắm á, ủa quốc rượu lão tủ hả, rượu Xuân Thạnh hả? Rượu lão tủ Xuân Thạnh à, có con cá lóc bự nãy vớt ra chưa? Đây là những cái món mà trời phú ban tặng cho những cái món thiên nhiên rất là ngon nha các bạn. Ủa với anh Tám làm cái ha. Từ sáng tới giờ luôn. Từ sáng công lao của các cậu, các anh em cùng nhau mà tắt tiền đó. Tôi hôm qua tôi không có đi họp, là tôi đi chơi với Dượng rồi với Vinh rồi mà tại nó đi họp. Thôi rồi anh ta đâu có dám đi. Thôi thôi thôi, mấy anh ăn đi. Đây con Dượng nhiều. Thôi rồi nên. Cái này chắc cái nhúng rau đắng vô rồi vớt ra dĩa khách ăn á cho nó nguội. Xong rồi ba hàng nó kêu nửa cắt bia. Anh ăn đi anh. Nửa cắt bia. Ăn thử thôi, ăn thử cái lóc coi. Thử cái lóc đồng coi ngọt cái nào. Ba chai à. Chắn rồi. Ba chai mà cái giọt chắn rồi. Ba hàng uống rồi tôi uống hết. Rồi cái con cá bự đó giống như cá nuôi vậy ha, uống ha. Quá trời bự luôn, hai. Có cái chắc lắm. Có dạ. Mắm tép nữa nha các bạn. Ồ, cái món mắm tép này ăn là số 1 luôn. Đâu ba Vinh? Có cá cá lóc kìa. Làm chén đi. Ngồi để dễ rồi đó. Thôi, em ngồi xuống ăn em. Ăn đi, hồi em chờ tư tám rồi ăn luôn. Ơi. Ơi.
Ủa nấu bơm gạo gì mà ngon quá. Đây là thiên nhiên ban tặng cho những cái món ăn thực phẩm á nha các bạn. Nó tạ nó dẻo lắm hả mà. Ăn là mua. Dạ. Có biết nữa gạo đó đâu. Mà trong hộp nó bán gạo lúa tươi sống hết trơn rồi. Với lúa gì? Lúa tươi hết trơn là dám mua quá. Vừa nó ăn cái gì? Cò hết. Tại vì lựa nhiều quá, lựa hết nổi, chỉ là rửa cát thôi, rửa sạch luôn á. Cái này là ăn rau, ăn cỏ nè. Ăn đúng nó vậy nè, rửa sạch chứ tao đâu có lặt rễ đâu. Dạ. Ăn cái rễ nó mới mát á. Rửa sạch thôi à. Vô dẫn. Nói chung ra cái rau này nè, nếu mà mình lặt mà ngắt ba á, đây là cá lóc thạch đồng. Thiên nhiên con cá một cái con gáo có cái sự mà nuôi của thức ăn cá gì đó mấy cái cá là nó mới đúng cái này mình bỏ con cá và mình nhỏ lại là mình là thiên nhiên ban tặng cho nó đứt cái này con cá đậu cá lóc cá bự quá wow con cá chua chứ cá chua không cá vớt ra đây không cá thì canh chua để vớt rồi hả còn dưới không. Dạ hình như còn canh chua còn ừ, nhiều. Nó ngọt lắm các bạn ơi, thật sự mà nói á. Thịt nó ăn nó rất nó ngọt mà mình nó làm như cá lóc đồng rồi đó hả? Biết diễn tả như thế nào. Ngọt như cá lóc đồng vậy đó. Nó ngọt giống như cá lóc đồng vậy. Giống giống cá là nó thì nên nó đã. Dạ. Ôi trời ơi, nó ngọt gì đâu. Rau đắng ngon nha. Ngon thì còn ngon. Cá lóc tự nhiên. Dạ. Cá đồng vô đi. Ăn ngon quá rồi ra chợ đừng mua cá lóc đồng về ăn nha. Ngon. Cũng gà không không? Cái này á, con cá, các bạn biết không? Cái con cá lóc lớn như thế này á, nếu mà mình không tự tay mình bắt từ dưới ao hồ lên, thì mà không ai nghĩ rằng đây là cá lóc thiên nhiên hết. Ai cũng nghĩ rằng là cá lóc phải nuôi thì nó mới được lớn như vậy, nhưng thực sự đây là cá thiên nhiên. Rất là ngọt. Rồi chuyện con bảy này nó uống với ai? Con bảy nó bỏ chạy đâu nữa rồi. À, anh Lu ăn, anh Út đi. Ừ. Uống rồi, uống của anh. Hả? Dạ đi. Rồi rồi thì bây giờ ha. Đây làm đi. Đây đây đây. Dạ, đó đang ngàn. Rồi. À, các bạn thấy đó, bây giờ có thêm cái món ốc nữa nè. Đó, còn gì bằng. Các bạn ốc đó là cái ốc tác hồ. Các bạn có thấy không? Đây là cực phẩm nhân gian. Đây là cái bộ lòng của cá lóc. Oh my god. Không còn gì bằng khi mà mình uống chung với cái rượu lão tổ Xuân Thạnh này nữa thì không còn cái gì bằng. Uống rồi cái đưa tuyệt vô. Vời. Đưa vô cho con thấy. Oh, nè, nè. Uống rồi cái gắp mồi bỏ vô. Đó, ví dụ mà cá lòng tâm mà đem đi hát á. Rồi. Còn gì bằng nữa. Ôi oh, yeah. Uống cái rượu này chắc mau già lắm tại vì nhăn cái mặt á. Tại vì nó ngon quá, mình đã thưởng thức cái nó rất là ngon. Ừ, ngon quá các bạn ơi. Được rồi. Cái trứng nè. Ngon. Ừ. Rồi. Mà trời ơi, cái mặt nó nhỏ nó lu à. Nó ngọt gì đâu á. Tôi với tắm chỗ. Ủa rượu này bán đây nhiêu? Lúc bán nhiêu? 100,000. Rất là ngọt luôn. Nó bán 100,000. Tuyệt vời. Mất cho ba. Dạ đang lên đó. Bán ở Sài Gòn hay bán đây? Bán Sài Gòn. Wow, ngon quá. Uống cái rượu nó vô á. Uống cái đầu nó chảy rồi nó nóng người cái đó. Mà ăn cháo lại rau đắng mà uống rượu thì còn cái gì bằng nữa. Thiệt, đã quá. Cái rượu ốc. Thôi. Rượu mà tấn công được hai đĩa này là lụm tàn gạo cội. Mấy đĩa này lâu lắm không tát đâu. Lát hồi năm rồi nhưng mà không, nó không có cá bự. Cá bự quá trời. Trời mày xuống mò qua lại. Rồi. Nó chết rồi. Mò gì nữa mò. Này chứ không bạn mang lên mò nhậu bự quăng ở dưới mò thằng nào mà mò được tình. Đậu rồng ha, đậu rồng này mình chấm bông tép, hay là cá kho cũng tuyệt vời luôn. Thôi đưa đây trót nha. Qua đây. Đưa chai. Về Việt Nam được ăn những cái món thực sự là rất là ngon. Rồi lấy ốc. Ốc là từ này ngon. Còn cây nhà đá dược không? Không có thuốc men gì trong đây là sợ. Sợ nên rất là mạnh miệng. Của ai mà chưa có vậy? Đau đầu. Trời ơi, chưa uống hai viên thuốc đi. Cái máy thuốc ngay luôn. Ờ, đúng, Út mang cái dai vô uống hai viên Paramat vô đi.
với ra với ly rượu nữa là hết luôn. Rồi cái món cái món tép tôi đủ thì ngon lắm em ơi, em ăn miếng nè, nút em thôi, ăn đi ăn đi, thôi ăn đi, thôi ăn đi, ăn ăn ăn. Ừ. Ừ, tuyệt vời. Ủa thì có nướng cá không? Đúng rồi. Còn lát nữa, còn là món nướng cá, cá lóc nướng rôm nữa nha các bạn. Như con rồi. Cơm. Nướng ở đâu vậy? Nướng. Rồi bây giờ sau khi nướng được 15 phút rồi, bây giờ đầu mình chở lại phải không? Chở mặt lại phải không người phải? Để mà tiếp tục mặt sau. Đó, các bạn bắt đầu thấy thấy cá rồi thôi đó. Đó. Đó, chắc chưa thấy đâu, thấy đang thù lùi thôi à. Đó, cá đó đó, đó 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 bắt đầu thấy rồi đó phải không? Đó. Đó. Đây là cá lóc nướng rơm. Món ăn dân dã của miền Tây sông nước. Đó. Đầu qua bên đây. Bên kia cháy hết. Ê, nóng nó nóng sao mày? Còn là cá ốc đồng không đó các bạn ơi, thật là tuyệt vời. Đây là thật sự là cái những món ăn dân dã của miền Tây luôn đó. Như đây chỉ là nướng chỉ có một phần thôi nha, để dành ngày mai hay bữa khác là bắt đầu là ăn nữa đó, chứ không phải là hết đâu nha, còn nhiều lắm. Hôm nay là tắt thì lên rất là cá rất là nhiều, có rất là nhiều chiếc lợi phẩm hôm nay. Có chừng sót cá nha Khởi, đó chừng sót à. Rồi diệt hết rồi, bắt đầu lên lửa thứ hai. Rồi, lửa lên. Lửa lên rồi là ta có cá ăn nha các bạn. Cá bự, rồi. Ăn cá nhỏ nhỏ còn nướng thêm cá nữa hả? Đây là cá lóc nướng chui nè, xé ra cái thịt tặng mình. Tuyệt vời, thực phẩm như thế. Trời, nó ngọt. Sao này no vậy? Nó ngọt, ngọt lắm các bạn ơi. Tại sao quá? Người ta mọi người đó, á, lại là nướng rơm mà cộng lại nướng than. Tại vì á mình mới biết một chuyện á là cái nướng rơm á thịt nó thơm hơn là nướng than nhiều, cho nên đó lý do tại sao mà mọi người ở đây á có cái thấy là cá lóc nướng rơm này, cái thịt nướng rơm nó rất là thơm, ăn rất là ngọt, mà cái mà mình nướng than á thịt nó không có ngọt bằng cái nướng rơm đi các bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lo dòm xe, còn nước đâu? Bữa nay hình như là cá lóc có dư thừa hay sao mà nướng quá trời trời. Đi cái gì nước mà đi. Còn nữa nha. Hồi nãy đó, xe đó. Mình nói cái vụ quách đó. Đi đâu xa nữa. Bạn chỉ thấy là cái bình rượu vậy thôi. Đây nè, mình mở ra cho các bạn coi trong nè. Cái trái quách này á, nó gần gần giống như cái trái đầu tiên. Nhưng mà cái màu nó khác hơn chút xíu thôi. Rượu này uống vô á là không biết ông uống bà khen hay là ông uống bà chê. Nó là hên xui nha. Cái về quê
miền Tây mà có được ăn những cái món như gạo cái hũ nó không còn gì bằng, đúng không các bạn? Thực sự là một ngày rất là thú vị ở Trà Vinh quê tôi. Đây, đây thêm nè, này là món bánh tét. Trời ơi, bánh tét cô Hường. Bánh tét cô Hường Đà Lộc rất là ngon, các bạn hãy thưởng thức nhé. Ông nếu mà có cá nào mà béo lại như ngay giống cái đầu con cá trai. Đó cậu Út ăn thử bánh tét Trà Vinh đi cậu Út. Ngon hấp dẫn là ngon rồi. Dạ bánh tét Đà Lộc á. Ngon cục cục rồi. Cái bánh tét có thử luôn. Ông này không có muối, còn có muối là khác nữa, cái này không có muối. Mà nhưng mà cái cá này ngon thiệt đó nha. Chấm muối ớt á. Đây chuẩn bị sửa soạn đi công viên. Rồi đi đâu? Trời ơi bữa nay mới gặp kìa. Qua nay. Lại thưa về cậu Tư đi kìa. Bữa nay mới gặp cậu Tư đó. Cậu Tư ráng kiếm cục đi. Ủa Tám kêu taxi cho Tám. Kêu Cường kêu giùm chiếc taxi đó Cường. Mẫu giáo hình như lên lớp 3 rồi. Ừ mau lắm á. Đi xe 4 chỗ đâu có ai đâu, có chị Tám với Bí đứa nhỏ này à. Ừ 4 chỗ được rồi, có nhiêu đây à. Sáu tám vô luôn. Vô luôn. Nhậu nha. Sáu tám.